Ơ kìa, xe trắng là đang có ý định chuyển làm vậy? Ê, từ từ thôi bác ơi, thì... Ui giời, chuyển làm đi, chuyển từ từ thôi chứ. Chả sinh nhan sinh nhất gì, ôi trời đấy, mỉ biết ngay mà. Vâng, thì làm tình huống chuyển làm chai hiểu đi đâu mà vội thế. Ý chuyển làm là tắt đầu cả xe khác luôn. Em mà phi thẳng lên đây thì lại bẹp như cái bánh rán. Đấy, tắt đầu xong sang bên kia đấy, biết ngay mà. Đi như thế thì bảo sao? Các bác à, ở thì xe đừng có đi như thế nhá. Em ơi, nhà còn giàu không? Cho anh đầy bình. Ê, anh ơi, anh ơi, anh dài. Chị đổ xăng, đổ dầu gì thì cứ lùi xuống nhỉ. Lùi xuống. Thôi, đừng có đẩy lên nữa. Lùi xuống cơ mà. Lùi xuống em mới đổ được. Vâng, chai họ đổ xăng, đổ xiếc cái kiểu gì mà này. Đi đứng cái kiểu gì không biết được. Rồi, tiếp theo chúng ta cùng đến với một anh dài ấy à. Ấy, chứ phi bon thế. Thôi xong rồi. Thế chứ này, đi mà chả đứng. Hình như là phải đèn đỏ ấy. Rồi, một em gái đang mang qua đường. Ơi, em gái. Thôi, em đi. Không, em đi. Anh chờ được mà. Đi nhá. Đi. Trời, không có gì đâu. Có cần anh bế luôn qua nhá. Trời ơi, xinh thế. Ý trời ơi, đi đâu mà vội thế em, đừng có chạy nó ngã. Rồi, không có gì đâu. Mắt tải hoành tráng quá. Rồi, tiếp theo chúng ta cùng đến với một tình huống trên cao tốc. Khi mà chúng ta là một chiếc xe con màu trắng. Và bên cạnh là một chiếc xe tải chuyển làn rồi. Ôi trời, xong rồi. Vâng, đây là một tình huống không giữ được cái khoảng cách an toàn. Chiếc xe trắng đã sinh nhan rồi. Bác tài hơi chủ quan cho nên là đã đi rất là gần. Và cuối cùng là không xử lý kịp. Trên cao tốc là có một đoạn đường mới làm. Đây các bạn có thể nhìn thấy. Và bên này là một chiếc xe tải, các bạn nhìn thấy rồi. Và không xử lý kịp. Và thế là oạch. Thế chứ này, một cái tình huống rất là đau đầu. Rồi tiếp theo chúng ta cùng đến với một tình huống. Vâng, thế là các bạn chú ý chiếc xe con bên phải kia đã dừng lại. Ui, thôi xong rồi. Thế lại là lại một pha mở cửa xe không chú ý rồi. May là cái anh xe máy này là đi chậm chứ không thì. Thế chứ này, các bác đi ê tô mở cửa xe chú ý nhá. Rồi đây các bạn có thể nhìn thấy một tình huống tiếp theo. Một tình huống xe trắng thì chả hiểu đi mà cái làng trong kia làm cái gì lôi cha lôi choi. Thế chứ nị. Đấy. Ái già, chạy đi đâu. Đây rồi, lực lượng chức năng nó có mặt rồi. Đấy, những cái thành phần lôi choi thế phải nhốt lại cho chừa. Rồi tình huống tiếp theo. Một tình huống ui giời ơi, cái ông xe bán tải này. Ông ấy định rẽ sang cái lối ra trên cao tốc chứ. Thôi, đi kiểu này bao giờ không chứ đi. Vâng, trên đường cao tốc xe thì nó chạy nhanh mà ông đi thế này. Đi tai nạn như chơi chứ bẩn. Rồi, tình huống tiếp theo. Kinh kịch. Hey, kinh kịch. Ấy, cái ông xe đỏ đi nhanh thế. Đi từ từ thôi. Những cái thành phần này đi không nhanh được không mà. Đấy, nghỉ biết ngay mà. Cứ vội làm cái gì không biết được. Nào, mày chạy nữa đi hả cu. Mình đi nhanh như đi đâu. Nên ngủ ở đấy nè. Thế chứ nè. Rồi một tình huống tiếp theo. Một tình huống ấy chị ơi. Chị sinh em phải cơ mà. Chị sẽ phải đi. Chị cứ đi sang trái làm cái gì. Ui giời ơi chị gái. Ui giời ơi. Đau đầu chữ ấy. Vâng. Thế là hai chị em gặp nhau. Vâng, và các bạn đang xem video trên kênh YouTube ở thì xe. Video trên kênh thì mang tính chất giáo dục pha lẫn một chút yếu tố hài hước để mọi người tham gia giao thông một cách nó an toàn hơn. Nếu các bạn thấy nội dung của ở thì xe hay ho thì hãy nhớ nhấn nút like, nút đăng ký và nhớ nhấn nút hình quả chuông để ủng hộ ở thì xe nha. Và hôm nay là mùng 1, sớm mai mùng 2 đầu tháng. Chúc cả nhà có một tháng đầy vui vẻ và may mắn nha. Rồi chúng ta cùng đến với một tình huống tiếp theo đi. Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký cho em đấy nha. Rồi nó này đỗ ở đường tàu rồi. Thằng nào ra đánh xe vào đi. Tôi không kịp rồi. Như là cái ông xe áo trắng này. Ấy, thôi, ui giời ơi. Thôi, thế là bùng hỏ xe rồi. Vâng đấy, trai hiểu đậu điếc cái kiểu gì. Thế cái trường hợp như thế này thì tàu hỏa nó có phải để đèn cho ô tô không? Không, theo tôi là cái trường hợp này thì bên thu mua phế liệu thì sẽ thu mua và đền cho cái bác xe đỏ này. Thôi xong rồi, anh xe đỏ đang quá là buồn chán rồi. Thôi chết rồi, không biết xe gì đây. Vâng, các bác chú ý nha. Hyundai gì đấy, hình như là Santa Fe à? Không phải chứ. Santa Fe thì đắt tiền lắm.
Thôi bác chủ xe đã quá buồn rồi. Thôi bác ơi, cứ làm một bài học thôi mà. Quả đi thay người có cái gì đâu. Biết là xe này xe gì nhỉ? Hình như là Corretta hay là Santa Fe gì đấy. À không phải Santa Fe. Thế nhưng mà, ôi giời ơi, các bác rút kinh nghiệm nhá. Rồi, tình huống tiếp theo, một tình huống ở trên đường cao tốc. Tán ô tô là ô tô, nhở ô tô thế. Rồi xem tình huống gì đây nào. Từ từ thôi nhá, cao tốc thế nhưng mà cũng phải từ từ thôi. Đấy, 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 giữ khoảng cách bơi. Ôi giời ơi. Vâng, thế là một tình huống bán tải và mua bánh mì hay sao ấy. Thèm quá mà. Đói, chưa đói. Làm các xe tí nữa thì lại oạch. Rồi, tình huống tiếp theo. Ui, đường nào mưa biết. Ui, anh nhạc. Ôi thôi, anh lấn vạch rồi. Biết lấn chưa? Ê, cò má bây giờ cò... Ui thôi, thế là bắt tay nhau rồi. Rồi, gãy gương của em Vin rồi. Nghe bác nhạc ơi. Giỏi ấy. Ui. Vâng, dễ thương thế. Ê, thỏ tay ra chỉnh lại cái gương em ấy. Thôi cũng được. Ê, thôi đi đi. Mừng bác Vin dễ tính đấy. Chứ phải em thì em cũng có làm được cái gì đâu. Rồi, tình huống tiếp theo. Ok. Cẩn thận kìa. Ôi trời ơi, rồi xong rồi. Cái bác xe mực xám này xong rồi. Lùi đúng ngay mà có con siêu xe đấy thì lại tốn tiền rồi. Rồi, một tình huống tiếp theo xảy ra trên đường cao tốc. Vâng, hình như là một ông Toyota Veloz. Ông ấy đi thật là Veloz. Vâng, ông lùi trên đường cao tốc đây. Ê chứ nị, chắc là một tình huống quên lối ra. Vâng, chán cho bọn nói. Lùi xe trên đường cao tốc. Thì chịu rồi. Đau đầu lắm. Tình huống tiếp theo. Vâng, tình huống tiếp theo là một tình huống trời nhập nhằng tối. Bác xe có cam này đang chuẩn bị hình như dây trái sao. Thấy đánh lái chậm chậm này. Úi giời, úi giời, úi giời. Úi giời, vâng, cái ông xe tải. Úi, không xe bén sao, xe thùng. Úi giời ơi, chạy theo kiểu gì. Úi giời ơi. Đi thế xong này bảo đời tài xế nó bạc. Thế chịu rồi. Đấy bác ơi, từ từ thôi. Từ từ, úi giời. Đi nữa thì lạc. Vâng, chả hiểu đi đâu mà vội thế. Thế chịu rồi. Rồi, tình huống tiếp theo. Gì kìa, cái gì nhỉ? Sao cái bánh nó này. Thế kia là thế nào nhỉ? Xe đi trước rồi bánh thì theo sau. Úi giời. Chả hiểu kiểu gì. Vâng, đi trên đường gặp những cái tình huống không hiểu là kiểu gì. Rơi cái bánh, đi rơi cái bánh mà không biết. Thế chịu. Rồi, đây nó nhảy rồi. Úi giời, thằng nào đấy, thằng nào dám nhảy anh đấy. À, ái da, Fortuner. Nhảy từ xa đấy. Chỗ này cũng phải 80 mét cho bác à. Đã vượt ảo lấn làn rồi còn nhảy gì. Cục kịp pha xuống. Cục pha xuống nhanh. Láo nháo thật. Đi đứng này chịu rồi, bắt đài phải dừng lại rồi. Thế là biết đấy, ướt hết cả quần. Rồi, chúng ta cũng đến với một tình huống ở trong phố. Trời thì đang lâm thâm mưa. Trời nhập nhạng tối. Thôi chị còn lườm. Bác đi không cẩn thận người ta lườm cho là đúng. Mấy gặp mấy chị này thì tất cả chúng ta đừng đôi co là cái gì. Đôi co gì, chị quay lại chị chửi ra thì này, rất cắt đầu. Rồi tình huống tiếp theo đi. Vâng, tình huống tiếp theo là một tình huống ở trong đường đô thị thị xã đấy anh. Vâng, bác tài ấy đánh lái lụa thế. Cái ông xe này chạy học kiểu gì, đi thích rẽ là rẽ thôi. Không biết là điểm mù điểm biết gì, ông rẽ vào đổ xăng. Vâng, bác đi xe máy có một cú đánh lái quá dẻo. Này bác chỉ rồi, này bức xúc lắm, tí nữa thì nẹo mạch chứ. Các bác tưởng là đấy, nhiều khi ra đường gặp những cái tình huống đau đầu lắm. Lỗi là không phải thuộc của mình nhưng mà tự nhiên dính chưởng. Rồi, tiếp theo là tình huống gì đây? Vâng, chiếc xe này đang xuống dốc. Để xem là chuyện gì xảy ra nào. Úi giời, bác chị. Bà chị chở nhiều hàng quá. Để xem là bác tài làm gì tiếp theo nào. Vâng, bác lùi rồi. À đấy, được, xe nên dốc nó khó khăn thì bác tài lùi là đúng rồi. Đúng rồi, đây bác tài 10 điểm này. Đấy, chị gật đầu cảm ơn ngay cái gì rồi. Tôi cho bác tài 10 điểm. Không như cái bác gì hôm trước ấy. Gặp là bà cụ là cứ dúi ơi. Đâu để xem lại cho là đây.
Nên thấy bà cụ cứ trêu ý. Thằng cứ trêu cụ thế chứ nè, đầu hết đầu đấy. Vâng, chúng ta gặp này, những tình huống chúng ta phải biết nhường nhá. Rồi. Xem cái bà cụ này buồn cười quá cơ. Vâng, và vừa rồi vâng, vừa rồi là những cái nội dung hay ho nhất em gửi tới các bác trong video ngày hôm nay rồi. Nếu các bác thấy nội dung của em hay có giá trị, nhớ nhấn nút like, nút đăng ký và nhớ nhấn nút hình quả chuông để thì xem nha. Và như các bác biết đấy, hôm trước thì em có tìm được cái lõi lời cơm mà vợ nó hơi lệch sóng, nên là em cũng quyết là em ra đi. Thì đi được 1-2 ngày thì thấy thầy đi về rồi, nên là thôi thôi em này, mỗi mặt em về em này, xin lỗi vợ. Chứ biết làm thế nào bây giờ, thì các bác bây giờ đi nắng nôi năm tí nữa thì lại sốc nhiệt. Vâng, và em này quay về làm video cho các bác xem đây đấy, khổ thế nên muốn muốn đi tìm con đường để giác ngộ mà thế nào nó không có giác ngộ được, tôi bắt phải quay về. Vâng, và tiếp tới thì em cũng sẽ ra những cái video đều hơn để cho các bác xem các bác nha. Các bác nhớ đăng ký video nhá. Và xem nào có thể tiền lẻ muốn mời em ly cà phê thì có thể ủng hộ cho chương trình qua số tài khoản em để bên dưới phần mô tả và trên màn hình đây các bác nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong các video lần sau. Xin chào. Và các bác nhớ nhấn trên màn hình để xem những cái nội dung nó hay ho hơn các bác nhé.